chào các bạn, tôi là Quốc. Còn bên cạnh tôi là hai thành viên của Đinh Hồ Xavier. Xin mời anh em tự giới thiệu về bản thân mình nào. Hello mọi người, hôm nay mình tới đây với một thằng em tên là Levi đến từ Đinh Hồ Xavier. Xin chào mọi người, mình là David, mình là em anh B. Vâng, và hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để cùng nhìn lại chặng đường của Đinh Hồ Xavier sau khi kết thúc vòng loại của bảng xanh trong khuôn khổ giải đấu quân vợt C023, cũng như là xem lại trận thi đấu thứ 2 của ngày 2 và cùng nhau nhìn nhận ra những điểm đúng sai ở trong trận thi đấu này. Đúng nhỉ? Không, toàn sai. Ok, giờ chúng ta cùng vào trận 2 nào để xem các thành viên của Đinh Hồ Xavier họ nhìn nhận lại trận thi đấu này như thế nào. Vâng, và đây là một đường bay ở trong Matthew Rengo, xuất phát từ Lipoca và điểm kết thúc là góc 9 giờ. Đường bay đẹp khi mà nó đi qua Puchinki, nhưng thực sự là lại không đẹp lắm khi mà lại có thêm một đối thủ cạnh tranh khu là Bright Sport, đúng không? Đây là trận đấu mà Đinh Hồ Xavier đã chia đạn được cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp khu với mình là Bright Sport. Đâu, nó bỏ chạy mà em cũng chạy theo nó. Đây. Đấy chứ, trận em có bắn hay này, bắn lúc 2 này. Bình thường với các bạn. Ghê. Chăn hên thì sao ấy. Ai chờ, trông quen thế nhở? Khóc, trận này đã khóc rồi. Lúc mà đã khóc là bắn tao đấy. Mẹ, mắt chấu tinh quá, vừa ra vẫn chưa thấy bố. Đấy, chạy đường. Đoạn này gần như là không có giao tranh gì của team mình đúng không? Ui, nằm im bất động trong nhà vệ sinh anh. Đấy, tôi nhà vệ sinh ở giữa bo. Đúng hết đấy. Ui, rõ ràng là anh dừng đi 8 bước ở kia mà. Lúc ấy nó qua luôn, nó đi qua luôn. Không phải, nó chia, nó định bảo quản cả góc bên phải nữa, góc tầm 3 đến 4 giờ nữa thì nó chia người không kịp xấy, không kịp chặn cầu. Cả 4 anh em đều lọt chốt. Thế là thông số an toàn. Toàn tổ đua chứ cả không có uống rượu uống bia nó độ cồn nó không thổi được. Đến đoạn này khi mà nhà vệ sinh ở tâm bo thì anh em nghĩ trong đầu mình khoảng bao nhiêu phần trăm top 1? Con này tí chết, tí STS cũng chết này. Hai này tí không chết rồi. Ăn có lết với cả thằng đâm vào xong bị lốc cũng nữa thì là tí bị bắn chết. May là vẫn giết được 4 nhưng mà quả cuối hơi ẩu tí không top 1 đó. Nó nằm sấy mất vỡ đầu luôn mà. May chạy chua thằng may chua bắn chết kìa. Bắn chỉ còn chấn máu. Ui. Đấy. Tiếc chạy nốc 2 bắn yếu 1 rồi, bắn chết thằng nốt nữa là sao rồi. Tớ một thôi. Một đầu kìa. Keng rồi. Ý. Kèo này. Đấy bắn lốc nó đi. Cái lốc bắn không lốc. Đang bắn đi đầu sao cua không kịp. Lốc cái là anh được cứu rồi. Cứu lên là chơi rồi. Cứu. Sao cứu được. Có ấy không cứu để cho Jin lên solo này lúc nào nó ăn nó top 1 rồi. Cứ nằm ở đấy chờ bom chết. Cái thằng. Mình nhịn nó lâu lắm rồi nhá. Đấy. Chết sớm tí nữa là ăn top 1 không? Ui giời ơi. Ui nó cứu hết rồi. Nó cứu hết rồi kìa. Sau khi xem lại cả trận này thì hai anh em thấy là lỗi sai của team mình ở trong trận này là gì? Anh em có thể chia sẻ với các bạn khán giả được không? Bọn em lỗi sai bọn em thì bọn em thấy bọn em chưa dự kiến với cả bọn em bắn bị ngu thôi. Đúng. Ok, thế sau khi mà cả team đã tự đánh giá bản thân mình như vậy rồi thì cả hai anh em bây giờ cảm thấy là mình cần phải cải thiện cái gì để chuẩn bị cho những vòng đấu tiếp theo? Em thấy mọi người nên cố gắng nhiệt huyết với cả tâm đắc và tìm hiểu sâu hơn, không phải phụ thuộc vào những người khác. Nói vậy chứ sau vòng vừa rồi thì mình cũng thấy là anh em cũng cố gắng rất nhiều rồi. Nói chung vẫn hơn mùa trước rồi. Mùa trước mà. Mùa trước cũng bị loại nhưng mà chưa vô được đây là hay rồi. Mùa trước top 13, mùa này top 7 rồi. Hơn 6 top rồi. Có triển vọng. Và một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn đến cả Lamborghini và Levis khi mà hai anh em đã có mặt ở trong ngày hôm nay để cùng nhìn lại cũng như là thể hiện sự quyết tâm của mình ở trong những vòng đấu tiếp theo. Bây giờ xin gặp lại các bạn khán giả ở trên các kênh sóng của Bóng Bay Sport Việt Nam vào ngày 22 tháng 11 để cùng cổ vũ Đinh Hồ Xavier tại vòng Survival Stage và tiếp lửa cho họ để có thể tiếp tục đến với những vòng đấu sau sâu hơn của PVGC 2023.